vị thân mến, đây là trò chơi đầu tiên. Hồi nãy chỉ là chia đội và hình phạt, còn đây mới là trò chơi để khẳng định sức mạnh của đội mình. Trò chơi này nó tập hợp kỹ năng và cơ bắp. Tôi là có cơ bắp. Đây đây, một phụ cơ. Em lo ngại quá. Anh Tuấn đội em đang trong chế độ giảm cân nữa chứ. Bữa giờ anh không ăn không uống, chỉ có nhảy dây thôi đó. Ngày nhảy dây một tiếng đồng hồ. Không sao, không sao. Được, được, cho đâu. Bây giờ chúng ta hãy lui về phía sau để đến với cái nội dung trò chơi. Xin mời. Đây là những viên ngọc trai, chúng ta sẽ thả từ vị trí lai màu vàng đen này bằng cách xếp những chiếc móc này để nó chạy làm sao. Rớt vào đây. Vị trí thứ hai là vị trí người với một cái thanh nhang được ban tổ chức quấn cái tay lại và cầm một cái ca và một cái ly bên đây. Chúng ta sẽ rót nước vào ly. Nhiệm vụ của người thứ ba là quạt cái con gà bay ra ngoài có thể rớt xuống đất và lùa vào chuồng. Mà được đụng đó mà anh, được đụng không? Không, khi nào nó vào chuồng là xong. Vị trí thứ ba, vị trí thứ ba kết hợp với vị trí thứ nhất. Cái này người khó thứ nhất phải chạy qua đây và vị trí thứ ba gõ cho nó cao lên thì vị trí thứ nhất đớp. Em vẫn chưa hiểu anh minh họa cho em hiểu. Được, được. Là anh lột được không? Người đánh người đớp. Ủa? Sau khi mà ăn được rồi cái cục kẹo marshmallow này, bốn người sẽ xếp vị trí ở đây và di chuyển giống như là một đoàn tàu hỏa. Người phía sau gác chân lên đường phía trước và di chuyển vượt qua mức đầu tiên và mức thứ hai là vàng đen, hoàn thành trò chơi. Đội nào thời gian hơn đội chiến thắng. Chính xì bây giờ. Chính xì lên lên anh tin em. Dạ, cái đá gì? Ra cái kéo cắt đòn anh luôn. Cái kéo cắt đòn anh luôn là gì? Không, năng lượng đi được, em tin bữa em sẽ thắng á. Đội thắng là đội được quyền chơi trước. Xin mời. Hả? Được quyền chơi trước. Rồi vậy đội mình chơi trước. Tôi vị trí đầu tại tôi đớp mấy cái đó hay lắm. Rồi mời vào vị trí. Xong chưa? Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Rồi 3, 2, 1, bắt đầu. Hay quá, hay quá. Ở nhà không chắc bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu. Phơi đồ, đồ phụ vợ dữ lắm nè. Không, hay bị vợ quánh, quánh, quánh chết bằng cây phơi đồ. Móc đồ. Chết, khó nha. Khó lắm anh ơi. Nè, anh ấy đâu có nó ra đây nè anh. Anh ơi, phải nghiêng cái này nó vô cái hộp nè. Bấm thời gian rồi đúng không? Bấm thời gian luôn. Ê, ồ, hay quá. Hay quá. Anh chỉ với bác nè. Đúng rồi, vô hộp. Vô cái miệng ly nó khó hơn bác, vô miệng em á. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi đó. Rồi nhả qua kia. Rồi nhả qua kia. Ghê quá. Trời ơi. Sợ quá, sợ quá. Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Chị ơi, anh ơi, tới chưa đâu rồi hả? Đang tính thời gian đúng không? Đang tính thời gian anh vẫn tin. Bác ơi! Gớm nó tụm, bác ơi! Tụm, tụm lắm. Như cắp già vậy trời. Bắt tạm, bắt tạm, bắt tạm, nghe tôi nói bắt tạm, bắt tạm. Đủ, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Chưa. Mọi người, lẹ ra coi, lẹ ra. Đứng ra, trời, đứng ra, đứng ra. Đi về nhà khác, đi về nhà khác. Từ từ em dai, đúng rồi, lại đây nè.
từ em thôi. Từ từ em. Ai? 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 Đừng gấp, đừng gấp. Thôi thử, thôi thử. Trời ơi, nó đứng rồi kìa. Vinh ơi, nhẹ thôi. Ê, ngân điện thoại, ngân. No. No. Mạnh lắm. Để ở giữa, để ở giữa. Ủa rớt rồi mà. No, 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 no. Ngốc nghếch lắm, ngốc nghếch lắm. Hai mình phải cùng phía, hai mình phải cùng phía. Xiết anh dữ vậy Vinh. Không có đâu. Để em. Ây da. Ây da sao rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Chưa, 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 chưa. Người cuối cùng qua mới được. À, đau quá, đau quá. Còn miếng nào. Cái gót mà lượt cái đó cứ vậy nè. Cái gót chiến lược nguy hiểm quá. Thời gian chúng tôi sẽ công bố sau. Bây giờ để coi như thế nào mà mày đặt la người ta nói người ta. Xin mời. 3 2 1 bắt đầu. Cơ khảo. Cơ khảo quá. Cơ khảo. Cơ khảo quá. Đúng. Quá nhiều sự cơ khảo. Ê ê ê, xéo bạn Ngân ơi, xéo. Ngân, Ngân. Xéo cái này đúng, quan đi, đúng rồi. Đúng rồi, chơi, lượt. Thả mạnh cái rồi đó. Thả mạnh cái nha Ngân. Qua đây, kè qua đây. Kè máy kìa, qua đây. Yes, giỏi quá em gái ơi. Yes. Tới đây mới khó nè, tới đây mới khó nè. Trời ơi, để coi được không? Coi anh cỡ nào. Ôi, anh. Nghe ngồi anh Tuấn ơi, bị cái đó dễ hơn anh Tuấn luôn. Không, không, vậy đúng rồi, vậy đúng rồi. Dạ, vậy đúng hả? Ừ. Xíu nữa anh Tuấn. Yeah. Xíu nữa, xíu nữa. Sao mà được? Đeo tay luôn. Không bao giờ được. Xúc mạnh lại đi. Cho anh bìm lên. Xúc mạnh lại đi. À, khoan, khoan, chỉnh cái đó lại, chỉnh cái đó lại, chỉnh đi. Có hai bình nước rồi đó nha. Có hai bình rồi đó. Chỉ hai bình. Nhiều bình chứ anh. Cho em thêm bình nữa đi. Cái đó dễ nhất á. Gái đứa bên kia đi con. Đúng rồi. Đúng rồi anh Tuấn ơi, nữa luôn đi, xuống đây, xuống đi anh. Ủa sao không lấy bình nước khác cho bạn đi? Ờ, nước, nước rồi, nước. Hay quá ha, nước nó sủi bọt hết trơn luôn. Lấy nước cho bạn đi. Đúng rồi, đúng rồi.
lên chị Dạ, lên lên lên. À, đúng rồi. Không đụng con gà nha, không đụng con gà nha. Đúng rồi, con bé nha, con bé nha. Lại lên, lại lên, lại lên, không có đụng nha. Đó lắm hả? Anh Vinh này, ngon ngon ngon, lại đây lại lên đường. Đây, đây, đây. Phải biết làm nha. Đây 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 đây. Nè, ngốc kia. Ê, có chân đập vô cái đầu. Trời ơi. Đừng vô cái đầu đó. Ê, ê. Họ là em đừng có lè lưỡi ra được không vậy? Em há miệng thôi, em đừng có lè lưỡi. Qua đây nè, qua đây nè. Chị đánh qua cái cây gãy răng đó. Qua đây nè, qua đây nè. Có gì đúng cái mặt á. Đúng rồi, qua đó nha. Sao chị đánh ngược lại vậy? Chị đánh cái này nè. Chị đánh. Lè lưỡi gần chi vậy? 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 Đúp hết cỡ này rồi đúp thính cỡ nào trời? Phải lè lưỡi quá. Vô. Tướng trước, đúng rồi. Rồi, bước. Rồi, lên, bước. Hãy ra, lên tiếp rồi, lên tiếp ra. 2, 3 Rồi. Hay quá cô gái ơi, những cô gái của tôi. Anh thấy chưa? Anh không tin lòng người. Đúng. Đời của mình hoàn thành trong thời gian là 4 phút 32 giây. Ủa bà. Ủa lâu vậy mà cũng 4 phút hả? Đợi đợi các bạn, nó lâu là chỗ đớp. 3 phút 50 giây. Quay. Yes. Nghe nè. Cho nghe lại và anh cho nghe lại, cho nghe lại kìa. Cảm ơn mọi người ạ. Ủa là tiếng nhạc đó là chiến thắng hả? Thôi im đi. Đúng rồi. Nói chung là tại vì hồi nãy anh em bên đây cũng có nói nhỏ với Trường Giang là thôi nhường cho khách mời chứ là các bạn chơi. Ở bên đó không khách mời hả anh? Không, tại vì phát chơi 2 mùa 3 mùa rồi. Đúng rồi. Thôi vậy cứ nhường luôn đi anh, nhường luôn đi anh. Với lại bên đây nãy cũng có nhiều lý do là thể trạng to. Với lại tiếng luật hay đặt thắng. Mình đừng có lý do nữa. Mà tiếng luật là thắng phải, người ta thắng đi lái xe hơi là mình thắng. Dạ, tiếng luật thắng gấp. Cho nên bị tét bố. Thôi nói chung các bạn thắng 1-0 xin chúc mừng. Tôi thấy cái hành động của anh lúc đầu đợi nào chứ sẽ được sự hỗ trợ của tôi. Wow, kiểu như mình là ác chủ bài á. Vô đội đó đội trời. Ủa mới có vòng đầu thôi mà mọi người. Sao con nhỏ này sao dám ghê ta. Ôi nhập ôi nhập. Vô đây. Đứa nào đến chống đớp không được lấy cái dù chống gõ vô mặt mình luôn nè. Dám chơi không? Gõ vô mặt mình luôn nè. Dám chơi không? Thôi vậy thì khó quá. Thưa quý vị, ngay bây giờ là vòng 2 của 7 nụ cười.